Sáng ngày 7 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế đã có quyết định phong tỏa Bệnh viện Ca Trung ương cơ sở 3 sau khi ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19. Cũng trong thời gian này, Giám đốc Bệnh viện Ca đã có quyết định phong tỏa cả 3 cơ sở, không tiếp nhận người bệnh tới khám, điều trị, trừ trường hợp cấp cứu. Tôi cũng khẳng định rằng là đến thời điểm này thì tinh thần cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh rất đoàn kết, lạc quan, động viên nhau để vượt qua dịch bệnh. Và bệnh viện thì luôn nhận được cái sự tin tưởng, dành trọn tình cảm của tất cả người bệnh, người nhà bệnh và người dân cả nước trong cái công tác phòng chống dịch. Gần 4.000 người, gồm các y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh đã đoàn kết sát cánh bên nhau trong cuộc chiến kéo dài hơn một tháng. Trong khi đó, khó khăn lớn dành cho các bệnh nhân đang điều trị ngoại viện. Thì bây giờ chỉ có biết chờ đợi thôi. Bây giờ đang điều trị rõ mà cũng chưa biết kiểu gì. Bệnh này càng ngày càng nặng thêm, chết nó quá rồi, chả biết là về thì không ra về nhà. Hôm qua bác sĩ có điều trị, còn nếu mà tình hình mà nếu dịch bệnh kéo dài thì sẽ chuyển bệnh nhân về tuyến dưới theo yêu cầu của bệnh nhân. Thì mình đã trực tiếp đi lên tuyến trên để điều trị rồi, mà giờ chuyển về tuyến dưới thì cũng hơi bị buồn một tí thôi. Nhưng mà nếu mà tình hình dịch bệnh phức tạp quá thì cũng phải chấp nhận thôi. Rất hy vọng là có bác sĩ ở bệnh viện mau chóng và các cơ quan chức năng mau chóng được dẹp được dịch để cho người dân được vào, tất cả những người bệnh được vào điều trị đúng lộ trình. Ngày 14 tháng 6 năm 2021, đại diện Bộ Y tế đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kết thúc thời gian cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với Bệnh viện Ca Trung ương cơ sở 3. Sáng 21 tháng 6 năm 2021, những người bệnh đầu tiên đã quay trở lại bệnh viện để tiếp tục hành trình chiến đấu với căn bệnh của mình. Được khám chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe là một nhu cầu bình thường của con người, nhưng trong những ngày tháng này, điều bình thường ấy thật quý giá biết bao. Vâng, xin kính chào các quý vị khán giả của chương trình. Trân trọng cảm ơn chương trình đã cho tôi, bác sĩ Phạm Văn Bình, được đứng ở đây chia sẻ những cái điều bình thường một bác sĩ làm trong chuyên ngành ung thư. Như tất cả các hình ảnh mà các khán giả đã vừa xem, đó là những giây phút mà rất là khó quên, một trong kỷ niệm có thể nói là trong cuộc đời có lẽ chỉ gặp một lần. Đối với nhân qua những cái đại dịch Covid thì chúng ta mới hiểu giá trị của sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý. Đối với nhân ung thư thì điều này lại càng rõ hơn, nhất là trong giai đoạn dịch Covid xảy ra. Khát vọng được điều trị, khát vọng được mạnh khỏe của bệnh nhân ung thư mạnh hơn bao giờ hết, rõ hơn bao giờ hết. Chúng tôi với cái cương vị của bác sĩ trong điều trị lĩnh vực ung thư, ý thức được điều đó, toàn bộ bệnh viện ca cũng đã làm hết sức mình trong cái giai đoạn dịch cũng như sau dịch để làm sao sớm đưa được những bệnh nhân ung thư quay trở lại điều trị với cái mong ước bình thường nhất. Chúng ta đã biết trong cái giai đoạn cách ly của bệnh viện là những thời điểm rất là khó khăn. Thế thì có rất nhiều các cái bệnh nhân ung thư bị gián đoạn cái giai đoạn điều trị cũng như các cái công thức điều trị. Thế thì người ta rất là lo lắng, mong ước, và phải nói đó là cái khát vọng, cái mong ước, lo lắng hết sức là chính đáng. Bệnh viện chúng tôi cũng hiểu và đã làm hết sức, mặc dù trong cái đoạn cách ly vô vàn khó khăn ở trong bệnh viện với hơn 4.000 người mà các bạn đã xem. Ngoài ra thì những bệnh nhân ở những tuyến dưới không được điều trị như vậy, bệnh viện thường xuyên có những cái cuộc hội chẩn online, có những chương trình giao lưu cũng như là trao đổi trực tiếp với bệnh nhân, với người nhà bệnh nhân, đặc biệt là với các cái hệ thống mạng lưới phòng chống ung thư quốc gia, các bác sĩ ở các tuyến dưới, để làm sao chúng tôi trao đổi giúp cho bệnh nhân an tâm và có những công thức điều trị thích hợp khi bệnh nhân được điều trị ở tuyến dưới. Phải nói đây là những cái giây phút rất là khó khăn. Tuy nhiên, qua những cái việc nỗ lực hết sức của bệnh viện, và cũng phải thầm cảm ơn cái đội ngũ y bác sĩ điều trị ung thư của tuyến dưới cũng đã giúp cho chúng tôi có được cái sự khăng khít với bệnh nhân, và chính những điều đó đã làm cho hàng nghìn bệnh nhân trong thời gian bệnh viện ca cách ly
vẫn được điều trị, vẫn được chăm sóc và vẫn được tư vấn một cách rất là gần gũi, rất là chính xác và rất là đồng lòng giữa Bệnh viện Trung ương với các hệ thống phòng chống ung thư quốc gia, mạng lưới phòng chống ung thư quốc gia ở cơ sở. Cái điều thứ hai, sau khi giải phóng hết cách ly, đó có thể nói là những cái giây phút mà vỡ òa hạnh phúc cho tất cả nhân viên của bệnh viện ca cũng như là các bệnh nhân ung thư. Thế thì đối diện với một cái tình huống mới, các bệnh nhân ung thư sau khi một giai đoạn cách ly của bệnh viện rất mong muốn để được trở lại để điều trị tiếp. Vậy chúng ta phải làm gì? Thì lúc đó chúng tôi vẫn tiếp tục các hệ thống tiếp đón, đặc biệt là các hệ thống online, để làm sao hướng dẫn tuyên truyền cho bệnh nhân, những bệnh nhân nào với những trạng thái sức khỏe tốt, giai đoạn tốt và phù hợp điều trị với các tuyến dưới, thì chúng tôi vẫn khuyên và có những cái trao đổi rất là khăng khít gắn bó với các đồng nghiệp tuyến dưới để giữ bệnh nhân điều trị tại đó. Những bệnh nhân nào nặng, chuyển giai đoạn hoặc cần phải can thiệp những cái phương pháp chuyên sâu hơn, thì bệnh viện ca chúng tôi vẫn tiếp tục mở cánh cửa để đón tiếp các bệnh nhân đó. Phải nói đó là những cái thời khắc, những cái mà giây phút cũng hết sức là khó khăn, nhưng mà nó có những cái hạnh phúc nghề nghiệp để giúp cho chúng tôi đứng vững và vượt qua những cái giai đoạn đó. Khi mà chúng tôi ngồi trên ghế nhà trường, tôi nhớ khi mà tôi còn là sinh viên đại học y, thì các thầy vẫn dạy chúng tôi là thế này: có bệnh nhân mà không có sách thì giống như một người đi biển không có sa bàn, nhưng mà nếu không có bệnh nhân, tức là anh chưa bao giờ đi ra biển cả. Điều ấy giúp cho chúng tôi hiểu là bệnh nhân đã, đang và vẫn sẽ là trung tâm và rất là quý giá, là cái nguồn cảm hứng, truyền động lực và chính là hạnh phúc nghề nghiệp. Bệnh nhân được điều trị, hạnh phúc của bệnh nhân ung thư chính là hạnh phúc của người thầy thuốc. Vì vậy mà đó là những cái điều mà vẫn khắc sâu trong lòng của chúng tôi. Thế thì sau khi bệnh viện mở cửa trở lại đón tiếp những bệnh nhân đầu tiên được điều trị, quay trở lại điều trị ung thư ấy, thì chúng tôi nhìn rõ trên khuôn mặt họ, những cái ánh mắt họ, cái niềm hạnh phúc được trở lại cái nơi, cái bệnh viện tuyến đầu của cả nước về điều trị ung thư, rất là hạnh phúc. Tuy nhiên bên cạnh đó thì người thầy thuốc cũng cảm nhận được rằng là đấy chính là hạnh phúc của chính mình. Bởi vì khi có bệnh nhân thì giúp cho chúng tôi được thực hiện những cái công thức điều trị, những cái phác đồ điều trị, những cái ứng dụng những cái thuốc mới để giúp cho bệnh nhân ung thư tiến bộ, khỏi bệnh hơn, cải thiện hơn, tốt hơn và có sức khỏe tốt hơn. Một mặt thứ hai về bệnh viện, thế thì bệnh viện thích ứng như thế nào trong mới cái giai đoạn bình thường mới? Chúng ta đã biết là trong cái đại dịch thì tất cả các cái hệ thống như là telehealth hay là các cái hội chẩn từ xa, hoặc các trong fanpage của bệnh viện cũng như các hội chẩn trực tuyến, chúng tôi đã tiến hành một cách đều đặn, thường xuyên, mang lại các thông tin đầy đủ nhất có thể và nhiều nhất có thể đối với bệnh nhân ung thư trên cả nước, để người ta thấu hiểu, chia sẻ. Và khi bệnh viện quay trở lại thì chúng tôi cũng hướng dẫn một cách rất là đầy đủ chi tiết, để làm sao khi bệnh nhân được quay trở lại khám một cách thuận tiện nhất, nhanh nhất, và trong khi đó vẫn đảm bảo được sàng lọc các yếu tố dịch tễ như là sự phân luồng mà rạch ròi, cũng như tiếp đón, cũng như khai báo y tế, cũng như sàng lọc, để tránh cái sự giao thoa giữa cái khối bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại trú. Bởi vì khối bệnh nhân nội trú thì đang nằm điều trị ở một khối nhà khác, và tránh việc ảnh hưởng của dịch tễ mang lại ảnh hưởng đến cái khối bệnh nhân đang điều trị, thì cái điều này là hết sức là quan trọng. Điều ấy nó giúp cho chúng tôi phải chuẩn bị rất là kỹ càng về cả nhân lực, vật lực, và chưa bao giờ cái tin học, cái vai trò của tin học trong bệnh viện lại được phát huy, lại được thúc đẩy và được nhìn nhận, cũng như là mang lại cái giá trị rất lớn trong cái đại dịch và trong cái công việc thường ngày của bệnh viện ca chúng tôi. Sau khi bệnh viện trở lại rồi thì tất cả các khoa phòng, các bệnh nhân chúng tôi vẫn được áp dụng một cách sàng lọc hết sức là chặt chẽ. Đối với các khoa thì hạn chế giao lưu giữa các khoa, với các phòng hạn chế giao lưu giữa các phòng, giữa các tòa nhà thì cũng hạn chế tối đa việc giao lưu giữa tòa nhà, để nếu có dịch bệnh xảy ra thì chúng ta phải khu trú ở một khu vực nhất định và chúng ta điều trị, tiếp tục các công việc điều trị ở những khoa khác. Thế thì đối với bệnh nhân ngay ở các khoa phòng, việc cái phục vụ dinh dưỡng, suất ăn cũng được phục vụ đến tận cửa, đến tận khoa phòng. Tất cả các hội chẩn, mặc dù ở trong bệnh viện thì chúng tôi cũng hết sức là cố gắng triển khai hội chẩn online để làm sao tránh cái giao thoa lớn nhất ở
trong các cái khoa phòng các buồng bệnh, và đặc biệt là bệnh nhân ở trong các buồng bệnh thì vẫn phải tuân thủ tuyệt đối những cái về 5K, ví dụ như khẩu trang, thông khí, sát khuẩn và hạn chế giao lưu. Phải nói rằng đây là những cái công việc mà nó đòi hỏi cái sự cố gắng của toàn tập thể, và ngoài cái việc cố gắng ra thì cái tính bền bỉ nó luôn luôn phải cần phải duy trì, bởi vì chúng ta đều là con người cả. Trong suốt một cái quá trình lao động rất là vất vả trong thời gian cách ly, về mặt tinh thần, về mặt thể chất, chúng ta cũng có những lúc phải hết sức cố gắng gồng mình lên. Vì vậy cái tính bền bỉ trong chống dịch tôi cho là hết sức là quan trọng. Thế thì cũng phải nói chia sẻ những cái cảm xúc rất là đặc biệt của chúng tôi, những người thầy thuốc làm ung thư trong cái giai đoạn mà cách ly. Cá nhân tôi, bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp của chúng tôi có những cái hình ảnh mà hết sức là cảm động và khó quên. Có những đôi vợ chồng trẻ ở trong bệnh viện có đứa con chưa đầy một tuổi cũng quyết tâm gác lại gửi con cho ông bà, và hai vợ chồng quyết tâm ở lại để chống dịch trong bệnh viện trong thời gian cách ly. Có những bố và con ở hai khoa khác nhau cũng trùng chung một chiến hào, và có lẽ hàng ngày cũng chỉ nhìn thấy nhau qua cái giao ban online thôi, để cùng chống dịch ở lại cách ly trong bệnh viện. Có cả mẹ và con cũng đồng hành là người chiến sĩ áo trắng chống dịch trong bệnh viện trong suốt những cái năm tháng, trong những cái ngày 35 ngày cách ly rất là khó quên của bệnh viện chúng tôi. Nhưng mà có một cái kỷ niệm rất đặc biệt với bệnh nhân, đó là có một người bệnh nhân, một cụ già ung thư tuyến giáp. Trong cái quá trình mà khi vào nhập viện phải cách ly thì cụ chỉ có một mình, con cái phải cách ly ở bên ngoài. Thế thì đúng cái hôm trong trận cách ly đó thì không may xét nghiệm COVID của bác ấy là cụ là dương tính và trở thành F0. Thì khi F0 theo quy định của chúng tôi phải chuyển bệnh nhân F0 từ trong bệnh viện, từ cái khoa đó đến một cái nơi để điều trị thực tụ là Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Thế thì khi mà chuyển bệnh nhân đó đi, cái bác sĩ trưởng khoa tôi là một trưởng khoa ung thư đầu cổ đó là một bác sĩ nam, phải mặc bộ quần áo phòng hộ, đeo kính, bệnh nhân cũng như vậy, và đi cùng chuyển bệnh nhân xuống cái xe để chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Thì trong cái quá trình đi đó, cái ánh mắt của bệnh nhân nhìn lại nói với người bác sĩ trưởng khoa là tôi muốn ở đây điều trị, tôi muốn chết ở đây cũng được, vì tất cả các bác sĩ đã rất tận tình, đã chia sẻ với chúng tôi trong suốt những ngày cách ly vừa qua, sao bác sĩ lại phải chuyển tôi đi. Và tôi nhìn lại cái bác sĩ trưởng khoa tôi đó, tôi xin nhắc lại, đó là một bác sĩ nam, thấy giọt nước mắt. Và cái hình ảnh ấy mãi tôi không quên được. Và bệnh nhân thì cứ ngoáy trở lại. Cuối cùng sau khi chuyển ra xe thì cụ ấy có nói thế này: sau khi tôi hết Covid tôi lại quay về đây và bác phải mổ cho tôi nhé. Và sau đó thì bệnh nhân đó quay trở lại và đã được bác sĩ trưởng khoa đầu cổ của chúng tôi mổ. Và đó có thể nói là một trong những kỷ niệm rất là sâu lắng, và một là những cái điểm sáng trong suốt 35 ngày phong tỏa của bệnh viện. Nó minh chứng cho một cái điều rằng trong cái đại dịch Covid này có rất nhiều điều, nếu chúng ta biết đoàn kết, chúng ta biết chia sẻ, chúng ta cùng cố gắng, chúng ta làm giàu kiến thức của bản thân, tôi nghĩ là chúng ta sẽ vượt qua. Và các bạn đã biết, với 97 triệu dân người Việt Nam chúng ta thì mỗi một năm có khoảng trên 180.000 ca ung thư mới mắc, và khoảng 350.000 bệnh nhân ung thư đang sống chung với căn bệnh này. Người ta có quyền, có khát vọng, có mong muốn được điều trị và có cái nơi để gửi gắm niềm tin điều trị bệnh nhân ung thư, thì đó là hệ thống phòng mạng lưới phòng chống ung thư quốc gia ở cơ sở cũng như là Bệnh viện Ca Trung ương. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chúng tôi cũng mong hiểu, mong ước, và đây là những cái hạnh phúc nghề nghiệp để chia sẻ hạnh phúc bệnh nhân được điều trị khỏi, mạnh khỏe hơn, cũng chính là hạnh phúc của người thầy thuốc, nhất là người thầy thuốc điều trị ung thư. Vâng, chúng tôi vô cùng cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Phạm Văn Bình, phó giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Ca. Thưa tiến sĩ, vừa rồi thì chắc chắn là chúng ta đều được thấy rằng hạnh phúc của người bệnh đó là được thăm khám, được chữa bệnh, được chăm sóc một cách kịp thời và thường xuyên, nhất là đối với bệnh nhân ung thư. Vậy thì còn với những bác sĩ, những thầy thuốc mà chuyên môn đó là chữa trị ung thư, thì cái hạnh phúc lớn nhất của điều bình thường mới đó là gì ạ? Trải qua cái đại dịch Covid này, tôi nghĩ rằng tất cả những điều mà chúng ta đang nói rất nhiều ở đâu đó, các phương tiện đại chúng, phương tiện thông tin đại chúng, hay những câu chuyện thường ngày kể, hay là cái chương trình chụp ảnh của bạn vừa rồi đây,
Nhưng mà cá nhân tôi với vị trí của một người thầy thuốc, tôi nghĩ cái điều đáng quý, đáng mong mỏi đó là bệnh nhân ung thư được quay trở lại khám chữa bệnh bình thường. Và các bác sĩ điều trị ung thư cũng được thực thi cái khát vọng, cái tình yêu nghề nghiệp của mình để điều trị cho bệnh nhân ung thư một cách bình thường như trước đây. Hết sức đơn giản là như vậy. Vâng, hết sức đơn giản và hết sức bình thường, đúng không ạ? Có lẽ là với từ khóa sức khỏe thì bất cứ ai trong số chúng ta cũng mong muốn là cái từ bình thường đó nghe sao mà giản dị nhưng mà đáng giá đến như vậy. Không biết là bà Nguyễn Thị Anh Thơ, bà có đồng ý với quan điểm vừa rồi của bác sĩ cũng như là những chia sẻ trong cái bài diễn thuyết vừa rồi không ạ? Thưa bác sĩ Phạm Văn Bình, ngay cái tên của anh đã mang lại sự bình an cho bệnh nhân và cho những người xung quanh anh. Trước hết tôi muốn được gửi lời cảm ơn từ trái tim tới anh, bác sĩ Bình và các đồng nghiệp của anh và gia đình của anh. Bởi vì những hy sinh mà các anh và các đồng nghiệp của các anh đã phải chịu đựng trong suốt thời gian vừa qua là không thể tả được. Các anh không chỉ ở tuyến đầu phòng chống dịch mà còn duy trì điều trị bệnh nhân. Trong câu chuyện của anh về bệnh nhân bác lớn tuổi có bệnh ở tuyến giáp, thực sự minh chứng cho một điều rằng bác sĩ không chỉ là mẹ hiền, mà trong thời Covid này thì bác sĩ còn là gia đình nhân hậu nữa. Tôi còn nhớ vào đầu tháng 9 vừa rồi, khán giả cả nước đã được xem bộ phim tài liệu của VTV Ranh Giới. Và lần đầu tiên khán giả cả nước được chứng kiến bệnh viện đã trở thành chiến trường khốc liệt như thế nào. Và các chiến sĩ áo trắng như anh. Khi tôi xem bộ phim đó, tôi đã nghĩ đến bác sĩ Đặng Thùy Trâm và bệnh viện dã chiến của bác sĩ Đặng Thùy Trâm ở chiến trường miền Trung và miền Nam Việt Nam giữa bão táp bom đạn. Những khó khăn của các anh tôi chỉ có thể so sánh được với những khó khăn đó. Và tôi rất là vui khi được nghe anh chia sẻ rằng bệnh viện ca và nhiều bệnh viện khác nữa dùng cái cơ hội của Covid này để tăng tốc cái quá trình cải cách hành chính để làm giảm thiểu thủ tục điều trị cho bệnh nhân, và đồng thời cũng tăng tốc việc áp dụng công nghệ telehealth rồi chẩn hội chẩn từ xa và số hóa các dữ liệu y tế. Thì những cái điều này sẽ để lại những cái tác động hết sức tích cực trong nhiều năm tới, không chỉ cho bác sĩ mà cả cho bệnh nhân. Một lần nữa tôi rất cảm ơn anh và cảm ơn các bác sĩ ở bệnh viện ca tuyến đầu của cả nước trong việc điều trị các bệnh nhân ung thư. Vâng, rất là cảm ơn chị. Cũng nhân dịp trên cái diễn đàn như thế này, cảm ơn chương trình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bệnh nhân ung thư. Thực sự họ đã phải kiên nhẫn, họ phải có lòng tốt và bao dung trong suốt giai đoạn cách ly điều trị của bệnh viện ca. Vì những lý do đó mà chúng tôi không gần gũi, không tiếp xúc một cách trực tiếp như mọi khi đối với các bệnh nhân ung thư. Và đặc biệt chúng tôi đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Tiếp theo năm 2023 sẽ là kỷ niệm một thế kỷ thành lập bệnh viện ca với tiền thân là bệnh viện Radiom Đông Dương. Thì có lẽ trong suốt một thập kỷ qua, đây là lần đầu tiên trong sử sách cũng như các thầy của chúng tôi để lại, chưa bao giờ có một cái việc đại dịch như thế này mà phải xảy ra trong bệnh viện. Và tôi cũng rất là cảm ơn sự chia sẻ khó khăn. Phải nói để có những cái thành công vượt qua những khó khăn này, cá nhân của chúng tôi, tập thể của chúng tôi nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo. Đặc biệt nói một cách rất rộng rãi, đó là các chỉ bảo của cũng như những cái biện pháp, những giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt là Bộ Y tế. Và hơn ai hết, càng khó khăn tôi mới cảm thấy sự đoàn kết và trí tuệ tập thể của bệnh viện ca cao hơn bao giờ hết. Phải nói đó là cái điều quan trọng giúp chúng tôi vượt qua những cái lúc khó khăn.